Hello chào anh em. Như anh em đã biết đấy, những bộ truyện gần đây hay có các nhân vật chính mạnh mẽ. Khi anh ta vô tình sở hữu những khả năng nào đó và mạnh mẽ lên một cách nhanh chóng đến nhàm chán. Thế nhưng tuy nhiên sẽ ra sao nếu những nhân vật ấy lại được tác giả xây dựng là một kẻ thông minh lẫn quyết đoán, luôn sử dụng trí tuệ của mình để giải quyết mọi vấn đề trong tình huống nguy hiểm thì còn cuốn hút các độc giả hơn phải không nào? Khi thường các mình như này là một kẻ rất ranh ma và thông minh vậy, nên hôm nay Toby sẽ mang đến cho anh em 10 manhwa và manhua có mình là thiên tài thông minh thao tóm tất cả. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực để ra video mới nhé. Cảm ơn anh em. Ở vị trí số 10 chúng ta sẽ có hệ thống cứu hộ. Câu chuyện kể về một người lính cứu hỏa quả cảm có nhiều năm kinh nghiệm, tên là Kim So-hyuk đã thiệt mạng trong một chiến dịch giải cứu những người dân bị mắc kẹt tại một tòa nhà chung cư đang xảy ra sự cố hỏa hoạn. Thế nhưng tưởng chừng như bản thân mình đã chết, sau khi tòa nhà bị sập đổ thì cậu lại thấy mình đã quay trở lại quá khứ 10 năm trước đầy bí ẩn, trong cái ngày đầu tiên mà cậu trở thành một người lính cứu hỏa như bây giờ. Ấy vậy nhưng mọi thứ đều diễn ra như một phần thưởng và sự sắp đặt của ai đó. Kim Hyuk đã vô tình đánh thức một hệ thống lính cứu hộ. Như một phần thưởng, cậu ấy đã được trao cho những khả năng và sức mạnh mới từ hệ thống nhiệm vụ và kinh nghiệm của mình, để anh có thể cứu sống những người mà anh đã không thể cứu trong quá khứ. Ở vị trí số 9 chúng ta sẽ có tiền bạc và quyền lực. Giang Di An So có quá khứ là một tên côn đồ bất hảo, vì thân phận là con trai của một thượng nghị sĩ có quyền lực to lớn trong đảng cầm quyền và chính phủ Hàn Quốc. Thế nhưng sau một sự cố trước người dân và giới báo chí truyền thông về vụ việc gian lận thi cử của mình, khiến cho Giang Di An đã quyết định đi đến một ngôi trường bình thường khác ít danh tiếng để theo học. Thế nhưng tại đây, trong ngôi trường tưởng chừng như bình thường này, thì học sinh và những giáo viên khác phải dốc sức toàn lực trong một trò chơi đấu trí để có thể nâng cao địa vị và quyền lực của bản thân mình giữa các những thiên tài trong trò chơi đỏ đen. Điều đó đã khiến cho anh quyết định sẽ trở thành người sẽ chi phối và đưa ra luật lệ của ngôi trường này trước những tên côn đồ đang sử dụng bạo lực để chèn ép các học sinh khác. Ở vị trí số 8 chúng ta sẽ có kỵ sĩ báo thù. Sau khi chứng kiến cái chết của người anh trai sinh đôi của mình bị sát hại dã man bởi một tổ chức bí ẩn ngay trước mắt, khiến cho Na Yun, người đã mất tất cả, đã thề rằng anh sẽ trả thù cho cái chết của anh trai mình bằng mọi giá. Thế nhưng vì bản thân không hề sở hữu sức mạnh hay thế lực nào, điều đó đã làm cho anh quyết tâm thay đổi thân phận, trở thành người anh trai Na Yun được mệnh danh là thiên tài phi thường của mình, để đi vào ngôi trường của những kỵ sĩ nhằm cho mục đích thực hiện thành công âm mưu trả thù. Để Na Yun quyết tâm rèn luyện bản thân để trở thành người kỵ sĩ mạnh mẽ nhất, liệu anh có thể giữ bí mật về danh tính thực sự của mình và vượt qua sự nghi ngờ của nữ hiệp sĩ Phan Di Giang trước khi nhận được sự đào tạo của cô ta hay không? Bộ này anh em nên đọc nhé, vì mình khá là não to đấy anh em ạ. Ở vị trí số 7 chúng ta sẽ có tối cường thành chủ đích dị giới. Theo bước câu chuyện kể về Richard, người con trai riêng của gia tộc Orlando, danh giá được xem là huyền thoại. Ấy vậy nhưng anh ấy lại là người đến từ thế giới khác, đã tái sinh đến đại lục này trước khi cậu trở thành lãnh chúa của gia đình Orlando vĩ đại, đã khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng anh lại bị phản bội bởi người anh trai vàng ghe cùng cha khác mẹ của mình trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Thế nhưng may mắn thay, Richard lại vô tình sở hữu hệ thống chinh phục lãnh địa, khiến cho cậu có thể nâng cao sức mạnh lẫn khả năng học tập với những kỹ năng chiến đấu và võ thuật ngay lập tức. Nhưng cậu buộc phải xây dựng lên đế chế và lãnh thổ của mình sau khi thu thập những thuộc hạ khác để tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này mà không hề có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Ở vị trí số 6 chúng ta sẽ có giáo sư gián điệp. Luger Chansey là gián điệp có thể nguy trang và thay đổi diện mạo của mình, nhưng anh lại đang bị nhầm lẫn với một người khác sau khi được tái sinh đến thế giới này mà không hề sở hữu tài năng hay khả năng về ma thuật như những người khác. Trong cuộc chạy trốn của mình khi bị truy đuổi bởi một tổ chức tội phạm bí ẩn, ấy vậy nhưng Luger vì muốn che giấu thân phận thực sự của mình mà anh đã vô tình bị cuốn vào vô số những rắc rối khác trong thân phận giả mạo là một vị thầy giáo này, và buộc phải đi đến học viện phép thuật thi ân danh giá để có cơ hội sống sót và tránh bị vị pháp sư cấp 6 tên là Elisa phát hiện. Từ một người bình thường như bao người khác, Roger bỗng phải tham gia vào con đường trở thành một vị thầy giáo giỏi nhất trước những học sinh ranh ma mà cậu dạy dỗ trong học viện phép thuật thi ân. Ở vị trí số 5 chúng ta sẽ có quỷ bí chi chủ. Nhân vật chính Châu Minh Thụy là một kẻ bất cần đời chính hiệu và luôn nhàm chán với cuộc sống thường ngày của mình. Trước khi anh thấy bản thân mình tái sinh trở thành một thiếu niên mồ côi tên Glenn, đã mất gia đình của mình sau một sự cố bí ẩn với quyển sách ma thuật mà anh có được từ một ông lão bên vệ đường. Thế nhưng vì chủ nhân của cơ thể này đang ở trong
một thế giới hiện đại đặc biệt với đầy các thiên tài phi phàm, có khả năng sáng tạo ra những cỗ máy móc và đại bác siêu việt. Thế nhưng Glenn lại vướng vào các giáo hội và thế lực bí ẩn tại đại lục Rune, khi cuộc sống giờ đây của anh lại có những thứ sẽ phải để mất hơn, khi phải cố gắng bảo vệ người em gái của mình. Tuy bộ này ở trong Tam Đại Kỳ Thư, nhưng có hơi kén người đọc một tí. Thế nhưng về cách cái quỷ bí tu luyện nó bánh cuốn lắm anh em ạ. Ở vị trí thứ 4 chúng ta sẽ có cánh cổng mở ra vào ngày tôi trở thành chính trị gia. Thượng nghị sĩ Han Si-un-so từng là một người tài xế bình thường, đã tình cờ được bầu vào chức vụ nghị sĩ mà không nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người khác. Nhưng vì đối thủ của anh đã bị bắt vì vi phạm luật quỹ bầu cử trong cuộc thanh trừng tội phạm bởi đảng và cấp trên của mình, điều đó đã khiến cho Han So tưởng rằng tương lai và cuộc đời sau này của mình sẽ mở ra một trang mới ấy vậy. Nhưng tuy nhiên, một ngày nọ thế giới bắt đầu rơi vào hỗn loạn khi những tòa nhà bắt đầu sụp đổ và bị tàn phá bởi những con quái vật bí ẩn đến từ cánh cổng không gian, đã làm cho cuộc đời đầy cay độc của Han So lại lặp lại một lần nữa sau bao nhiêu cố gắng. Giờ đây, từ một vị chính trị gia, Han So buộc phải thích nghi và sinh tồn trong thời kỳ hậu tận thế đến tuyệt vọng này. Ở vị trí thứ 3 chúng ta sẽ có tiêu diệt đấng cứu thế. Câu chuyện bắt đầu khi một ngày nọ Kim Eugene phát hiện ra cả thế giới như biến thành một trò chơi, khi hầm ngục lẫn những con quái thú và các người chơi bỗng đồng loạt xuất hiện, như trong game chúng tàn phá các thành phố và giết hại con người. Để chống lại chúng, những người chơi hàng đầu được lựa chọn đã tạo ra những công mạo hiểm giả để đánh bại những con quái vật và bảo vệ nhân loại. Thế nhưng Eugene lại tình cờ phát hiện ra người đội trưởng Lim Se-jun mà anh hằng tin tưởng lại đang bí mật phản bội mình cùng với các thành viên khác khi có âm mưu thâu tóm thế giới. Để chống trả lại điều đó, Eugene đã vô tình được mang quay trở lại quá khứ 10 năm trước, ngay sau khi bị giết chết vào cái ngày đầu tiên nhân loại biết đến sự tồn tại của quái vật. Giờ đây cuộc trả thù của cậu chỉ vừa mới bắt đầu. Ở vị trí số 2 chúng ta sẽ có Bá Vương Chi Tinh. Câu chuyện theo bước chàng thiếu niên Ryuyang đang từng ngày đi lên đỉnh cao, từ vị trí thấp kém nhất muốn vươn lên trong cuộc hành trình chinh phục thiên hạ và võ lâm của mình để trở thành vị hoàng đế đầu tiên trị vì Bát Đại Vương quốc, được lưu truyền như một huyền thoại trong thời kỳ loạn lạc của Bá Vương Chi Tinh mà nhiều cao thủ khác trong giang hồ mơ ước có được. Khi các bang phái và những gia tộc với các thế lực khác của võ lâm đang ngày càng tranh đoạt lẫn nhau khốc liệt hơn, thế nhưng rồi một ngày nọ Ryuyang tình cờ gặp được Hi Úc Âu, một trong những vị cao thủ tuyệt đỉnh có quá khứ bí ẩn đang tìm ra mục đích cho riêng mình. Nhưng liệu rằng Ryu có thể trở thành bá vương và thống nhất thiên hạ sau cuộc chiến khốc liệt hay không? Và bộ này theo cốt truyện tranh đấu của Trung, nên anh em kiên trì đọc nhá, mờ não to lắm ấy. Và ở vị trí thứ nhất chúng ta sẽ có Câu Lạc Bộ Trường Sinh. Nhân vật chính Lục Ly là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương, nhưng vì sự kém cỏi và tầm thường của mình mà anh bị chế nhạo bởi bạn bè và mọi người xung quanh mình. Ấy vậy, nhưng trong lúc bản thân đang rơi vào tuyệt vọng đến cùng cực, thì Lục Ly lại sở hữu một khả năng đặc biệt, cho phép anh ấy có thể điều khiển thời gian và số phận của người khác thông qua bản trạng thái. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Lục Ly lại còn có thể mua bán tuổi thọ của người khác như một hình thức kiếm tiền, dưới thân phận là thương nhân thông qua chiếc đồng hồ thời gian, để trao đổi giữa những người giàu bỏ ra tiền mua thời gian và những mọi nghèo đánh đổi cuộc đời của mình để có được tiền. Từ ấy cậu bắt đầu thành lập nên Câu Lạc Bộ Trường Sinh, nơi mà anh sẽ tạo ra đế chế tồn tại ngàn năm dành cho riêng mình